bà con. Đây là xưởng sản xuất cơ khí Hồng Phúc này, chuyên sản xuất các loại màng ăn cho lợn, màng ăn cho vịt. Đây ạ, đây màng ăn cho vịt đấy ạ. Đây loại đựng được 50 kg cám này, loại màng ăn cho lợn được 50 kg cám này. Chúng tôi thì chuyên bán buôn bán lẻ nhé, các phôi, các máy dập này, ép thủy lực này. Các loại máng đựng được từ 25 kg, 50 kg. Đây là các loại máng lắc dành cho lợn, thịt đựng 50 kg cám. Hiện tại còn khoảng tầm 2.000 chiếc để giao khách. Đây là các loại máng ăn dành cho lợn thịt nhưng loại cám bột nhé. Sẽ xoay này, lợn sẽ đẩy vào đây xoay rồi rơi cám ra nhé. Cũng đựng 50 kg cám này. Các loại máng đựng 25 kg cám này. Inox toàn phần nhé. Các loại đựng được 10 kg, 10-15 kg cám này. Đấy. Cũng là lắc luôn ạ. 2.000 chiếc máng lợn nái để chờ giao khách này. Inox 430, inox 201. Công nghệ hàn tích nhé. Vết hàn rất là đẹp, mịn. Đây ạ. Bà con ai có nhu cầu về thiết bị chăn nuôi lợn này, vui lòng đến xưởng sản xuất Hồng Phúc. Địa chỉ Hiệu Chân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội. Cảm ơn bà con. Chúc bà con một năm chăn nuôi buôn bán thuận lợi. Hẹn gặp lại bà con nhé. Giá tốt nhất thị trường này.